Yến Nương, muội đã sanh rồi sao? Đại ca, huynh có thể quay mặt lại rồi. Được. Là một bé trai. Là một bé trai đó. Chú huynh đệ có hậu rồi. Chú huynh đệ có hậu rồi. Sao có miếng vải đỏ vậy? Nhưng mà cũng đúng lúc, cho bé trai dùng làm yếm hay là khăn cũng được. A Di Đà Phật. Đại sư, hai vị thí chủ đến đây xem như có duyên. Phía sau Hoàng Giác Tự có ngôi nhà lá, nếu hai vị không chê bai, tôi cho người quét dọn sạch sẽ cho hai vị ở lại. Đa tạ đại sư. A Di Đà Phật. Yên Nương, Mạc kêu, hà bất đang sơ mạc tiêu, tiền lộ phi diêu, nhật nguyệt binh hành diện báo, sau này trả lại tiếng cười cho con đó. À, Lương thi chủ, chẳng hay đã đặt tên cho đứa bé này chưa? Cha của nó họ Chu. Hồi còn sống có dặn, nếu như sanh con trai, đặt tên là Trùng Bác. Trùng Bác. Hôm nay là ngày 28 tháng 9. Đây là niềm may cho nước nhà. Lão nạp đặt tự cho nó là Quốc Thụy vậy. Đa tạ đại sư. A-di-đà-phật. Yến Nương. Vậy tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Kim Long giáng thế? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chẳng phải Chu Thất đã chết rồi sao? Chẳng lẽ Chu Thất vẫn còn sống? Vậy à, không được, ta phải bói nghe một quẻ mới được. Sao lại như vậy? Tại sao ta không bói được gì cả? Chuyện này... Rắn kìa, chạy đi. Nhanh lên, có chuột nữa kìa. Chạy đi. Tại sao lại như vậy? Người đâu rồi? Rốt cuộc ngươi là ai đây? Ah.
Rút cuộc ngươi là ai? Ta hỏi ngươi là ai? Ngươi đâu rồi? Ngươi đâu rồi? Ngươi đâu? Ngươi đâu rồi? Hoàng thượng, ngươi có sao không vậy? Ta vừa có một cơn ác mộng. Đúng là khủng khiếp mà. Đúng là khủng khiếp mà. Hoàng thượng à. Đúng là khủng khiếp mà. Hoàng thượng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Khai bấm hoàng thượng, thanh đức điện đột nhiên bị lún xuống rồi xuất hiện một tảng đá. Cái gì? Có chuyện vậy sao? Vừa rồi trẫm có một cơn ác mộng, bây giờ đất bị lún xuống. Cái này chính là điểm không hay rồi. Chuyên trị của trẫm, tập hợp văn võ bá quan đến thanh đức điện tìm hiểu ngọn nguồn. Tại sao lại có chuyện như vậy? Tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Đúng là khó tin. Không thể hiểu nổi mà. Thiên thương thương, địa mang mang, can qua chấn, dị giác phương, nguyên trùng cải, nhật nguyệt bàn, hỗn nhất thống, đông nam phương. Ý của nó là sao? Ý của nó là sao? Khải bẩm hoàng thượng, thần thoát thoát cho rằng giấc mơ của người là điềm không may. Trong cung toàn là rắn, rết, chuột, kiến, rất ô uế. Đó là điềm báo binh mã đông như ong và kiến, kéo đến đại điện không ai quét dọn. Đó là trong triều thiếu tướng tài, người mặc đồ đỏ quét dọn sạch sẽ, ắt hẳn người đó phải có bản lĩnh phi thường. Đó là Xích, là Chu, cho nên người đó không họ Xích thì họ Chu. Giai đỡ nhật nguyệt, ý là càng khôn. Nhật nguyệt rơi vào hai tay cùng lúc, như vậy có nghĩa là người nắm càng khôn. Còn kê ngữ trên tảng đá này là sao vậy? Giải thích như thế nào? Khải tấu bệ hạ, thần Triệu Đôn cho rằng ý kiến của Tả thừa tướng cũng giống như thần vậy. Chốn đất trời sắp có can qua, chiến tranh bùng nổ, nguyên trùng cái, nhật nguyên bàn. Ý là có người sẽ tạo phản. Hai chữ nhật nguyệt hợp lại thành chữ minh, hỗn nhất thống, đông nam phương. Có lẽ người họ Chu đó đang sống ở vùng hướng đông nam. Đúng là tạo phản hết rồi. Cặp ma thái quý, thốc lỗ, thiếp mộc nhi nghe lệnh. Có. Trẫm lệnh các khanh, mỗi khanh dẫn 3 vạn đại quân đi hướng đông nam, gặp bay họ Chu, giết không tha. Tuân chỉ. Mọi người nghe cho rõ, ai họ Chu tôi giết không chịu nổi đâu, giết cho ta. Trung bác. Yến nương. Đại ca. Muội tìm Trung bác sao? Muội vừa trở về không thấy nó đâu, muội lo cho nó. Yên tâm đi, nó sẽ không sao đâu. Ta đoán không lầm, chắc nó ra ngoài chơi rồi. Đi, ta dẫn muội đi tìm nó. Được. Ta đang hái rau dại, không được ồn ào, ngoan ngoãn ngồi đây chờ ta nha.
Trung Bác! Trung Bác! Trung Bác! Trung Bác! Trung Bác! Mẹ! Trung Bác! Trung Bác! Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Đồ kia! Mau đi đi! Tránh ra! Đi chỗ khác! Đi đi! Đi đi! Đi đi! Không được qua đây! Đi hết đi! Không được làm hại mẹ ta và Tiêu Thúc! Thôi được, các người đừng ngồi đó nhìn nữa. Tiếng chuông của Hoàng Giác Tự đã vang lên rồi. Các người mau về nhà ăn cơm. Mẹ, Tiêu Thúc, tại sao hai người đến đây vậy? Trung Bác, con có bị thương không? Cho mẹ biết đau chỗ nào. Con có bị thương không? Mẹ, con không có sao. Con đó nha, không chịu ngoan ngoãn ở trong nhà, ra ngoài làm gì? Con biết không, mẹ con không tìm thấy con rất lo lắng cho con. Tiêu Thúc, mẹ, con không phải đi chơi đâu. Tại vì hàng ngày con thấy mẹ phải làm lụng vất vả, cho nên con ra đây để hái rau dại. Nè, mẹ nhìn xem, con đã hái được nhiều lắm đó. Trùng Bác ngoan, mẹ không có trách con đâu. Nhưng mà một mình con ra đây hái rau dại thật là nguy hiểm lắm đó. Nếu vừa rồi không có mẹ và Tiêu Thúc, mẹ thật sự, mẹ thật sự... Mẹ, mẹ đừng buồn nữa. Lũ sói đó không hại người đâu. Vừa rồi lúc con đang hái rau, con kêu chúng đừng quấy rầy con, thì chúng liền ngoan ngoãn ngồi xuống hết. Canh nóng hổi đây con. Nè, Trùng Bác, uống canh đi con. Coi chừng nóng nha. Trùng Bác, ngày mai mẹ định đi Hoàng Giác Tự một chuyến. Mẹ đến đó để làm gì? Mẹ cảm thấy hôm nay có cả một lũ sói bao vây con, nhưng mà chúng không làm hại đến con. Nhất định là do ông trời phù hộ. Mẹ định ngày mai đi thắp nhang để bái Phật. Vậy con đi nữa. Được. Nè, ăn đi con. Trùng Bác, sao con không lại? Con không lại. Còn đó nha, nếu như con không lại, mẹ không đưa con về nhà đâu. Không về nhà thì không về nhà, cùng lắm thì con ở đây làm hòa thượng. Còn đó nha, hôm nay con làm sao vậy? Cứ nói bậy hoài. Con không nói bậy, những gì con nói đều là thật. À, A Di Đà Phật. Đàm Vân Đại Sư. À, sao hả? Hai vị thí chủ tìm Lão Nạp có việc gì? Trung Bác, dập đầu lại đại sư đi con. À, Đàm Vân Đại Sư. À, Quốc Thủy à, Lão Nạp hỏi cậu, vừa rồi mẹ cậu kêu cậu dập đầu, tại sao cậu không nghe lời? Phật ở trong lòng, tức là có Phật, không cần thiết lễ giáo ở bề ngoài. Vậy mẹ cậu kêu cậu dập đầu là vì cầu Phật, tại sao cậu không cầu? Nhờ người chi bằng nhờ mình, nhờ Phật cũng chi bằng nhờ mình. Mọi người đều phải tự vượt qua. Nếu như vì gặp sự cố mà đến cầu Phật, như vậy càng không cần thiết. Trùng Bác, con nít không được ăn nói bậy bạ. Nữ thi chủ, Quốc Thủy vẫn còn nhỏ tuổi nhưng có tầm nhìn như vậy, xem bộ có duyên với Phật. Có duyên với Phật lắm. Đại sư, con nít còn nhiều chuyện chưa thấu hiểu, mong đại sư bỏ qua cho. Nữ thi chủ à, người tu hành không nói dối. Lão Nạp phát hiện đứa bé này có nhiều điểm khác người. À, mới đây đã giờ trưa rồi, hay làm vậy đi, hai vị đây cứ ở lại trong tự ăn cơm chay nha. Lão Nạp muốn cùng Quốc Thủy trao đổi thêm nữa. Như vậy tôi thấy ngại lắm. À, mẹ, ăn cơm chay ngon hơn uống canh rau dại, huống hồ là do Tiêu Thúc nấu đó. Thôi được rồi. Hãy
Sư phụ kêu mình đi tìm báu vật, nhưng mình ngự kiếm tìm khắp nơi cũng không phát hiện gì. Chẳng lẽ báu vật không có trong rừng sao? Hay là mình vào thành xem sao? Lão già kia muốn chết sao hả? Quân Nguyên hiếp đáp người già, có thể nói quá là tàn nhẫn. Dừng tay! Dừng tay! Thủ lĩnh Tiểu Quỷ, ta thấy ngươi là con nít cho nên không hơn thua với ngươi. Xéo đi! Thủ lĩnh à, đừng có gây sự. Ta đây cũng được, nhưng mà các người không được phép ra tay đánh ông cụ này nữa. Dạ. Nói nghe giống người lớn quá. Xéo đi! Hai vị quan gia bớt giận, con nít không hiểu chuyện, cầu xin hai vị hãy bỏ qua cho nó. Hữu Lượng, đi thôi. Sư phụ, tại sao phải kết sao với họ? Nói, tại sao các ngươi đánh người ta? Câm miệng cho ta, muốn chết sao? Ăn hiếp người già vẫn chưa đủ, còn đòi ăn hiếp con nít nữa sao? Ngươi đáng chết. Con nhà ai mà giỏi quá vậy? Phải đó, con nhỏ mà giỏi quá. Con nhỏ mà đánh người con đúng là không có lợi. Hay quá. Đứa bé này còn nhỏ như vậy, vậy mà nó không sợ quyền thế, và lại lại nói chuyện đầy tính uy nghiêm, sau này ắt sẽ thành tài. Đệ tử của ta đúng là chân mệnh thiên tử. Vừa rồi chắc là do thần Phật phù hộ cho nên mới có thần lực. Ta nhất định phải hết mình phò tá nó, trở thành một bậc quân vương. Đáng khen. Tiếp tục. Tiếp tục. Thằng Nhi, con phải chế ngự nhược điểm, tốc độ quá chậm đó, nhanh hơn chút nữa. Tiếp tục. Sư phụ, chân con bị chặt khớp rồi, không thể đứng dậy được. Bây giờ thế nào? Sư phụ, con đã khỏe rồi. Đúng là khỏe rồi, đa tạ sư phụ. Tiếp tục. Sư phụ, chúng ta đã luyện tập cả ngày rồi, có thể cho con nghỉ ngơi một lát không? Lâm Nhi, kẻ muốn thành đại sự phải có sức chịu đựng hơn người, có hiểu không? Dạ sư phụ. Chính vì Gia Cát Lượng làm như vậy, cho nên lúc Tư Mã Ý đến cổng thành, nhìn thấy tình cảnh như vậy, nghi ngờ trong thành đã có trọng binh, do đó không dám liều lĩnh xông vào. Sau đó hắn lập tức lệnh rút quân. Đây chính là Gia Cát Lượng đã vận dụng đoàn tâm lý chiến trong chiến thuật. Đây còn có cái tên là không thành kế
Wow, Gia Cát Lượng gan dạ vậy sao? Nhưng mà người không sợ đối thủ không mắc lừa, cho xông vào thành, như vậy hậu quả ra sao? Gia Cát Lượng là một người ưu tú đó, cho nên nói kẻ muốn thành đại sự thì phải có biệt tài hơn người. Tất cả mọi sách lược để hành sự, từ đầu ngươi đã có sự chuẩn bị chu đáo nhất, cho nên mới dám hành động. Đây chính là mưu lược đó. Xin hỏi trụ trì sư phụ, phải làm như thế nào mới có thể trở thành người ưu tú? Quốc Thụy à, miễn là con người thì sẽ có ưu điểm và khuyết điểm. Nếu như con người ta biết thường xuyên tự kiểm điểm, phát huy ưu điểm vốn có, tất nhiên sẽ trở thành một người ưu tú rồi. Bất luận có làm chuyện gì cũng phải giữ vững lập trường ngay thẳng, không sợ cường quyền, không làm chuyện trái với lương tâm. Vậy con hiểu rồi, đa tạ trụ trì sư phụ. Quốc Thụy à, lão nạp có chuyện này phải dặn dò cậu nha. Là chuyện gì vậy? Cậu đừng bao giờ cho người ta biết là cậu theo họ Chu đó. Tại sao vậy? Bây giờ thời cuộc đang hỗn loạn vô cùng, rất nhiều người đang đuổi giết những ai họ Chu, lão nạp sẽ bất lợi cho cậu. Do đó cậu phải học hỏi nhân vật Chu Văn Dương mà lão nạp từng kể cho cậu nghe. Nhớ chưa? Phải noi gương Chu Văn Dương như vậy. Bị giam giữ bao nhiêu năm, cần giả ngay thì giả ngay. Đây là đại trí tuệ. Vậy con hiểu rồi, đa tạ sư phụ. Cô làm vậy có thể xem như ăn hiếp lũ kiến không? Ê, quên là ai vậy? Cho tôi xin lỗi, làm cô giật mình. Tôi tên là Trùng Bác, do Lưu Đại Gia phái đến theo cô đi chăn ngỗng đó. Buổi sáng sớm hôm nay, hình như có nghe Lưu Đại Gia kể qua sẽ có thêm một người đến giúp tôi chăn ngỗng, thì ra là Huynh hả? Đúng vậy. Cô tên họ là gì? Tôi tên là Mã Tú Anh, Huynh gọi tôi là Tú Anh được rồi. Tú Anh, tên nghe hay lắm. Ê, trước kia Huynh từng chăn ngỗng chưa? Không có, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên? Huynh mau xuống đây, tôi dạy cho Huynh. Được. Nè. Hey. Cầm cây này để làm gì? Tôi dạy Huynh cách chăn ngỗng. Tốt lắm. Tôi đến đây. Nhanh lên. Chăn ngỗng nha, rất đơn giản. Huynh yên tâm, tôi sẽ dạy Huynh. Di thần khấu kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tế ti bình thân. Tạ bệ hạ. Thoát thoát thừa tướng nói, khanh đã bối được người hơi Chu mà trẫm đang đuổi giết, đến nay vẫn còn sống trên đời, chuyện này có thật không đây? Bẩm bệ hạ, bổn tế bối được người đó xuất hiện ở hướng tây nam. Ủa? Vậy địa điểm cụ thể ở đâu? Người đó, hắn có đặc trưng gì? Bẩm bệ hạ, người đó có thần lực hộ thể, bổn tế chỉ bối được hướng của hắn, nhưng không biết được đặc trưng của hắn. Giả lại, ngày mai tên đó sẽ đầu đội kim hoa mẫu, trên người khoác da, lưng buộc kim ti đai, và hắn cưỡi con ngựa màu nâu đỏ. Hai bên có thiết đầu đồng, tí hộ tống. Từ dị tượng của năm xưa, tính đến nay đã gần tròn 7 năm rồi. Vì vậy tên đó phải là đứa trẻ 7 tuổi rồi. Chúng khanh lập tức nghe lệnh, lập tức thông báo cho các châu huyện vùng Tây Nam, bất cứ ai đầu đội kim hoa mão, trên người khoác da dê, lưng bực kim ti đai, và cưỡi con ngựa màu nâu đỏ, có hai tên vệ sĩ thiết đầu và đồng tí đi theo đứa bé 7 tuổi thì giết không tha. Tuân chỉ. Thả tôi ra. Thả tôi
Ông trời đúng là không phụ người có lòng. Tiểu tử thúi, rốt cuộc ta đã hạ sát ngươi rồi. Hả? Chuyện này không thể như vậy. Không thể như vậy. Rõ ràng ta đã giết chết hắn rồi. Vậy như vậy là sao đây? Chẳng lẽ, chẳng lẽ ta lại giết lầm người sao? Hả? Tú Anh, trên đây có nhiều trứng chim lắm. Trung Bát Ca, bên này cẩn thận đó Trung Bát Ca. Không sao. Nè, cô xem, trứng chim có lớn không? Lớn quá. Bình cẩn thận nha, Trung Bát Ca. Tôi hù cô thôi. Làm tôi hết hồn à. Wow. Nhiều quá à. Trung Bát Ca. 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 Tú Anh đừng có khóc, tôi không sao. Trung Bát Ca, tôi còn tưởng rằng Trung Bát Ca đã, Trung Bát Ca sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Tôi không sao. Tôi không sao mà. Đầu của huynh chảy máu kìa, tôi lau giùm huynh nha. Cũng may trứng chim còn nguyên. Trời ơi, gì trứng chim thiệt. Huynh xem, lớn quá. Kỳ lạ, tại sao la bàn lại không xoay nữa? Bốn, năm, sáu, bảy. Nè. Hả? Xin chào. Thúc, có một chuyện này muốn hỏi thăm các bé. Là chuyện gì vậy? Ở đây, ở vùng này có nhà nào là họ Chu hay không vậy? Đừng bao giờ cho người ta biết cậu họ Chu. Đừng bao giờ cho người ta biết cậu họ Chu. Chuyện đó thì... Hả? Họ Chu. Họ Chu thì không có. Nhưng nhà của Lưu đại gia chúng tôi có một con heo nái vừa để một lứa tiểu trư. Đúng, tiểu trư. Tiểu tử khờ. Hỏi cậu cũng như không thôi. Người này thật là kỳ lạ. Nè. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 10 tuổi rồi. 10 tuổi hả? À, 10 tuổi rồi sao? Nhưng mà tôi cảm thấy cậu đây chưa tới 10 tuổi đâu. Hả? Tại tôi không được ăn no. Nếu như hàng ngày ông đều không có cơm ăn thì đâu có cao lớn như vậy. Tiểu tử ngốc kia, hôm nay ta gặp các ngươi đúng là xui xẻo mà. Lạ thật, người này đưa ra những câu hỏi thật là khó hiểu. Tôi lao giùm huynh nha, sau này đừng làm mấy chuyện mạo hiểm như vậy nữa. Không sao, chuyện nhỏ như vậy không có đáng kể.
Đây chính là hướng mà mình vừa đi ngang mà. Chẳng lẽ... Hả? Ủa, hai ăn người gì ăn vậy? Cái gì? Thơm sao thơm quá giờ? Thơm lắm hả? Hai người muốn ăn không? Ừ, muốn. Muốn. Đây, xin mời. Nè. Đúng rồi, nếu như thấy nóng thì rời vô giá tay đó. Cô khôn lanh thật, mới học đã rành rồi. Tôi vừa rời vô là do huynh ấy dạy tôi đó. Tôi tên Trùng Bác, cô ấy tên Tú Anh. Còn các người tên là gì? Tôi tên Từ Đạt. Tôi tên Thang Hòa. Ồ, Từ Đạt Thang Hòa. Ê, tại sao các người lại mang theo chảo cũ vậy? Cần có gương đồng là sao các người từ đâu có vậy? Đúng vậy. Tôi do Từ Đạt đi chơi lượm được từ trong ngôi miếu quan. Chúng tôi lượm về chơi trà quan binh bắt thổ phỉ đó. Ồ. Tổ chim úp ngực khẳng định là chim mẹ trả thù huynh đó. Tổ chim, nhìn mặt của huynh bây giờ nha, y như tướng quân đội mão vậy. Đúng, bạn ấy nói đúng lắm. Cũng đúng đó. Nè, tôi lấy ra giùm huynh nha. Không cần đâu. Hay là như vậy đi, chúng ta chơi trò tướng quân đi bắt thổ phỉ, có đồng ý không? Được đó. Lưng buộc kim ti đây, cưỡi ngựa màu nâu đỏ. Thổ phỉ to gan kia, ngươi chạy đâu cho thoát? Đại tướng quân có tên thổ phỉ nó đang trên gốc cây kìa. Tiến lại đây, tiến lên. Cái la bàn này tại sao lại dừng ngay trên đầu của bốn đứa bé này chứ? Đứng lại đi, thổ phỉ không được chạy. Đứng lại đi, buông ra, buông ra đi. Trùng Bách Ca, đau quá. Trùng Bách Ca, huynh có sao không? Trùng Bách Ca, ai đó? Tên đạo sĩ thúi kia, ngươi ăn hiếp con nít, có biết xấu hổ không? Không được phép làm hại họ. Ta thề sẽ cho ngươi biết tay. Kia, bao nhiêu tuổi? Tôi 10 tuổi rồi, còn họ đều nhỏ hơn tôi 1 tuổi. 10 tuổi? 10 tuổi sao ngươi lại lùn vậy hả? Tại chúng tôi không được ăn uống đầy đủ, hàng ngày chúng tôi bữa đói bữa no, làm sao mà cao lớn được chứ? Đúng rồi tướng quân, tên đạo sĩ mà gần đây giết hại con nít đó đã chạy theo hướng kia, ngài mau đuổi bắt hắn đi. Được, chúng ta mau đuổi theo. Tướng quân, có cần phải bắt họ giả gì không? Thôi đi. Nhìn mặt mày của họ vừa dơ vừa sa sút. Bệ hạ đã đưa ra ý chỉ quá rõ ràng. Người mà chúng ta cần tìm là đầu đội kim hoa mẫu, lưng buộc kim ti đai, cưỡi ngựa màu nâu đỏ. Bên cạnh có hai vệ sĩ. Trong bọn người như họ ở đây, nếu như nói chân mệnh thiên tử, vậy tôi có khác gì trở thành thần tiên lão tử chứ. Đi, chúng ta đi chỗ khác xem sao. Đó, đi. Vừa được các bạn không sao chứ? Chúng tôi không sao. Đa tạ huynh. Không có gì, không cần khách sáo. Huynh quá dũng cảm vì bảo vệ chúng tôi, đã đánh nhau với tên đạo sĩ đó. Chuyện đó đương nhiên, đây là thấy chuyện bất công ra tay giúp đỡ.
À, quên tên họ là gì vậy? Tôi tên Hàn Lâm Nhi. Ờ, Hàn Lâm Nhi. Quốc Thụy, cậu nói hôm nay có người đòi giết cậu sao? Và còn có một tên quân nguyên hỏi cậu bao nhiêu tuổi à? Đúng vậy, tên đạo sĩ đó còn hỏi con có phải họ Chu hay không. Vậy cậu trả lời thế nào? Tất nhiên là nghe lời thầy dạy rồi, không bao giờ cho người ta biết con họ Chu. Giả lại, con còn nói với bọn quân nguyên đó, con đã 10 tuổi rồi. Lẽ ra đạo sĩ và bọn quân nguyên đều không tin là con nhỏ như vậy đã 10 tuổi rồi. Con đã nói với họ, con không được ăn uống đủ nên không thể phát triển được. Thông minh, có trí tuệ. Nếu không nữa nha, không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa đây. Nếu đã như vậy rồi thì lão nạp nghĩ khoảng thời gian này cậu đừng đi chăn ngỗng nữa. Tại sao vậy? Lão nạp sợ cậu gặp chuyện không may thôi. Không sao đâu, sư phụ, thầy đừng quá lo. Giả lại, con không đi chăn ngỗng đó là không giữ lời hứa. Con không muốn làm cho Tiêu Thúc và mẹ con khó xử. Ngoài ra, con còn tự tin rằng con có thể làm cho bọn quân nguyên đó phải điên đầu về con. Quả nhiên có khí phách của thiên tử. Bất Thụy à, có lòng tự tin tất nhiên là tốt, nhưng cậu không nên làm quá lộ đó. Nếu không sẽ dẫn đến tai họa chết người. Vậy sư phụ, vậy con nên làm thế nào? Hãy đưa bàn tay ra. Đứa trẻ Quốc Thụy này có dị tượng bẩm sinh. Lúc cậu gặp nạn, thành tâm cầu khẩn sẽ được ngã Phật phù hộ. Nhưng phải cố gắng không ngừng phát huy chí hướng kiên định, khắc phục khó khăn mới mong làm nên đại sự. Cũng may là ta thoát được. Nếu không thì hôm nay đã mất mạng rồi. Bọn tiểu tử thúi kia, hôm nay coi như các người may mắn đó. Vì hữu lượng và vì tương lai của ta, ta nhất định phải đi tìm cho ra bọn khốn đó, giết sạch bọn chúng, không chừa người nào. Chuyện này là sao vậy? Hả? Chẳng lẽ tên tiểu tử đó đã chết rồi sao? Hả? Sư phụ, con thấy hắn khí phách ngoan cường, ăn nói lưu loát, có lẽ hơi lớn tuổi một chút. Theo con phán đoán, khoảng 7-8 tuổi gì đó. Đúng rồi sư phụ, người mà sau này con cần phò tá cũng phải cỡ tuổi đó không? Thiên cơ bất khả lộ. Nếu như có duyên, hai người sẽ có dịp gặp nhau. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của con chính là luyện tập phép thuật. Sau này không chỉ phò tá thiên tử, còn phải hàng ma trừ yêu, bình định thiên hạ. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Quốc Thụy à, trụ trì. Trước kia con từng học tử công dân chính, hôm nay lão nạp muốn thử tài của cậu. Dạ, mời trụ trì ra đề. Tử công dân chính, Khổng Thánh Nhân trả lời thế nào? Tử viết túc thực túc binh, dân tính chi hỷ. Được lắm, dạo này cậu học tiến bộ khá nhanh đó.
đa tạ trụ trì quá khen. May mà trụ trì dành nhiều thời gian để dạy dỗ con, cho nên con mới có cơ hội để học tập. Người xưa có câu: sư phụ dạy đệ tử, thành đạt do bản thân. Đây là đều do bản thân cậu cố gắng mới có được thành quả như vậy. Ờ, đúng rồi trụ trì. Con thấy trong đó rất nhiều quyển sách đều nhắc đến tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chứng tỏ quân chủ xưa nay thống nhất thiên hạ, trước tiên họ phải tu thân. Tại sao đương kim hoàng đế không thể lấy đó làm gương? À, Quốc Thụy à, con người ta không giống nhau được. Giữa đế vương và đế vương với nhau tất nhiên cũng có sự khác biệt rồi. Hoàng đế chỉ có vua khai quốc là hiện tại thôi. Còn những quân chủ thế hệ sau, nếu như không để ý đến tu gì, thường xuyên mỗi thế hệ mỗi xa xúc. Vậy bây giờ chúng ta có biết bao nhiêu người chịu cảnh đói khổ, phải chịu sự giày xéo và còn tăng phần thu thuế, như vậy có phải vì hoàng đế hôn dung hay không? À, hoàng đế có hôn dung hay không, lão nạp không dám bình luận. Nhưng mà hoàng đế tốt nhất định phải nghĩ tới thiên hạ, lấy dân làm gốc. Vậy, như vậy có nghĩa là chỉ cần có một hoàng đế tốt, mọi người trên đời được ăn no bụng, sẽ không còn người giàu hà hiếp người nghèo nữa, và cũng không còn quan binh giết người như cỏ rác nữa, có đúng vậy không? Đúng lắm. Miễn sao là thái bình thạnh thế, tất nhiên thiên hạ sẽ yên lành hài hòa. Vậy tôi hiểu rồi. Sau này, sau khi tôi lớn khôn rồi, nếu như tôi có cơ hội làm hoàng đế, tôi nhất định sẽ làm một vị hoàng đế yêu nước thương dân. Trung Bác, trời ơi không may rồi. Trung Bác, con nghe ta nói nè. Có chuyện gì vậy Tiêu Thúc? Mẹ con bị... Mẹ con bị sao vậy? Vừa rồi ói rất nhiều máu. Con mau về thăm mẹ con đi. Mẹ, mẹ. Trung Bác, để lâu đạp tới xem thử. Mẹ, mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ. A-di-đà Phật. Trụ trì đại sư, mau cứu mẹ của con, mau cứu mẹ của con. Quốc Thụy à, ngoan ngoãn nín đi. Hả, để lâu đạp xem thử. Đại sư, mẹ. Yến Nương, Yến Nương không qua khỏi rồi. Nữ thí chủ, cô phải ráng vượt qua. Đại sư, tôi chỉ xin đại sư thay tôi chăm sóc cho Trùng Bác, có được không? A-di-đà Phật. Nữ thí chủ, cô yên tâm, lão nạp nhất định sẽ làm tròn. Đại ca. Yến Nương, nếu như không có huynh thì hai mẹ con muội, từ lâu hai mẹ con muội. Yến Nương à, chuyện đã như vậy rồi còn nói chuyện đó làm gì? Muội sẽ không sao đâu mà. Muội không nên nói gì hết, nghỉ ngơi cho khỏe đi ha. Muội, muội không qua được rồi. Đại ca, huynh nhất định thay muội chăm sóc cho Trùng Bác. Được rồi, yên tâm. Mẹ, Trùng Bác. Mẹ ơi. Mẹ. Trùng Bác, mẹ quậy đi rồi. Mẹ, con phải hiếu thảo với Tiêu Thúc, nhất định phải nghe lời của Đàm Vân đại sư. Con phải tự chăm sóc mình, con có nghe thấy không? Mẹ ơi, con nhớ rồi. Mẹ, con trai của mẹ, sau này khi mẹ đi rồi con hãy nhớ những lời mẹ dặn nha. Mẹ ơi, đừng bỏ rơi con. Mẹ ơi. Mẹ. Con trai của mẹ.
con. Yến Nương. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Yến Nương. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Trục bác, e rằng trời sắp mưa rồi, chúng ta đi mau lên đi. Có đi nổi không? Con còn đi nổi. Được, đi mau lên đi. Trung bác. Khiên mẹ con. Khiên lên con. Trung bớt. Như vậy không được đâu Trùng Bác à. Con ở đây coi chừng mẹ con đi. Ta sẽ quay trở về nhà lấy dây thừng đến kéo. Đa tạ Tiêu Thúc. Đa tạ Tiêu Thúc. Được, con chờ ta. Con chờ ta nha. Ta sẽ mau chóng quay lại. Nhanh thôi. Mẹ, mẹ, Hài Nhi chỉ muốn tìm chỗ an táng mẹ thôi, không muốn thấy mẹ phải chịu khổ nữa. Nhưng mà vẫn chưa tìm được nơi chôn cất mẹ thì đã để mẹ bị cơn mưa làm ướt. Hài Nhi bất hiếu, Hài Nhi bất hiếu. Ông trời ơi, ông không thể cho tôi chôn cất mẹ tôi đàng hoàng được hay sao? Không cho mẹ tôi được hạ quyệt hay sao? Ông trời ơi, tôi van xin ông. Ông trời ơi, tôi van xin ông. Ông trời ơi, tôi xin ông. Tôi xin ông mà.
Trung Bác, Trung Bác, Trung Bác, cái xác của mẹ con đâu? Tiêu Thúc, vừa rồi có rất nhiều bồn tràn qua kéo mẹ đi, hình thành nấm mồ đó. Sao lại hình thành nấm mồ lớn như vậy chứ? Trung Bác, vậy là ông trời thương hại cô. Vậy mẹ con đã được an táng rồi. Hả? An táng rồi? Đúng vậy. Mẹ, có phải ông trời đã thương hại con, đã hình thành nấm mồ lớn để an táng mẹ hay không? Trung Bác à, chính lòng hiếu thảo của con đã cảm động ông trời. Con hiểu không? Con phải luôn biết mang ơn trời đất cho mẹ con được an táng đàng hoàng. Cảm tạ trời đất đi con. Con đa tạ ông trời. 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 Mẹ, nhưng mà huynh vẫn còn bọn huynh đệ như chúng tôi. Chúng ta sẽ mãi mãi làm bạn với huynh. Vậy các bạn Từ Đạt, huynh sao vậy? Là mẹ của đại ca qua đời, chứ đâu phải là mẹ của huynh qua đời. Tại sao huynh khóc còn đau lòng hơn cả đại ca vậy? Tại vì cha tôi nói hiện giờ tại huyện Trung Ly còn rất nhiều con nít bị giết hại, sợ tôi gặp nguy hiểm, cho nên quyết dẫn tôi đi khỏi đây. Mỗi khi tôi nghĩ đến sau này không gặp lại mọi người, tôi thấy đau lòng lắm. Từ Đạt, đệ đừng khóc nữa. Cha đệ đưa đệ đi khỏi huyện Trung Ly cũng muốn tốt cho đệ thôi. Giả lại, chúng ta là hảo huynh đệ, nhất định sẽ gặp lại nhau. Có thật không? Tất nhiên là thật rồi. Đại ca, lẽ ra đệ đến đây để an ủi huynh, nhưng mà không ngờ sau khi đến đây trở thành huynh an ủi đệ. Xin lỗi huynh. Không nên nói như vậy. Giả lại, ta thật sự không có sao hết. Sau này ta nhất định sẽ làm theo di ngôn của mẹ ta, sẽ lấy lại tinh thần. Sau này phải là một người hữu dụng. Đệ cũng vậy. Còn đệ nữa, đệ nữa. Trung Bác, Trung Bác. Tiêu Thúc. À, các con đều ở đây sao? À, Tú Anh à, lúc nãy trên đường ta về đây, thấy Thẩm Thẩm con đang tìm con đó. Hả? Thẩm Thẩm con tìm con hả? Vậy tôi phải đi về ngay. Trùng Bác Ca, Tiêu Thúc và hai huynh nữa. Vậy tôi xin phép nha. Tạm biệt. À, xin chào nha. Xin chào. Vậy các đệ đi về đi. Vậy chúng ta cũng về thôi. Chào Đại Ca, chào xin Tiêu chào Thúc ca. Xin chào Tiêu Thúc, đi. Xin chào. Ngoài. Cẩn thận đó. Trung Bác à, Trung Bác, Tiêu Thúc phải vào trong tự phụ nấu ăn. Con ở nhà một mình nha. Cho con đi với. Sao hả? Con cũng muốn đi sao? Ừ. Từ nay về sau, hằng ngày con đây đều phải đến Hoàng Giác Tự quét dọn. Một mặt để đền đáp lại ân đức trụ trì đã giúp đỡ hai mẹ con. Mặt khác, con cũng muốn cầu an cho mẹ của con, để mẹ con được sớm siêu độ. Ừ, con ngoan lắm. Con ngoan lắm. Thank you.
Bất Thụy à. Chủ trì, mới sáng sớm cậu đến quét sân rồi sao? Sao không ở nhà mà ngủ thêm một lát? Con còn phải đi chăn ngỗng đó, cho nên đến đây sớm một chút để quét sạch lá khô rụng đầy ngoài sân chùa, như vậy mới yên lòng. Lát nữa cổng chùa được mở ra, tiện cho khách hành hương đi lại. Quốc Thụy ngoan, nhưng những chuyện như quét sân chùa sẽ có chú Tiểu làm. Ê, trời ơi, xưa nay sư phụ đối xử với hai mẹ con rất là tốt. Do đó trước khi mẹ con lâm chung đã dặn con nhất định phải đền đáp sư phụ cho đích đáng. Nhưng mà con còn nhỏ như vậy, không có khả năng gì để đền đáp cho thầy, cho nên hằng ngày con chỉ biết đến đây để quét sân chùa, như vậy cũng xem như là báo đáp. Còn nhỏ mà biết chuyện như vậy, lão nạp cảm thấy vui mừng lắm. Quốc Thụy à, quét sân cũng có thể tu tâm dưỡng tánh, nhưng cậu phải ghi nhớ rằng sau khi quét sân xong, tối nay cậu phải đến chỗ của lão nạp học viết chữ nữa. Trụ trì yên tâm, con nhất định có mặt. Ngoài làm việc ra thì học hành là sở thích duy nhất của con, con không có bỏ phế đâu. Được. Đúng rồi trụ trì, sắp đến giờ mở cổng rồi, thầy cứ lo công việc của thầy, còn con thì quét sân. Được được. A Di Đà Phật. Xem như là xong. Trời vẫn còn sớm, lát nữa ta mới đi chăn trâu. Ta thấy mệt rồi, chờ họ mở cổng ta mới đi, ta nằm ngủ một giấc. Nó đã mệt lắm rồi, không ngờ nó lại ngủ say. Nó nằm kiểu này giống chữ thiên. Quốc Thụy, dậy con. Quốc Thụy, mau dậy đi. Con nằm giữa sân dễ bị cảm lạnh lắm đó. Thiên. Thiên tử. A Di Đà Phật. Quả nhiên lão nạp không nhìn lầm người. Hmm?
Trung Bác ca, Trung Bác. Này. Quỳnh ăn hiếp muội. Ê, ta đâu có ăn hiếp muội, rõ ràng là muội ăn hiếp ta mới phải. Muội muốn ta té từ trên lưng trâu té xuống đúng không? Muội đâu có đâu, muội chỉ muốn nhắc cho Quỳnh sợ vậy thôi mà. Vậy mà Quỳnh Quỳnh lại làm bậy. Ta làm bậy thế nào? Nói đi. Quỳnh đã có phải vậy không hả? Quỳnh, Trung Bác ca, bắt ta đi, bắt ta đi, đứng lại nè, qua đây nè, nè nè nè. Quỳnh hư quá đi. Qua đây. Qua đây bắt ta đi. Qua đây. Không được chạy. Bắt ta, bắt ta đi. Qua đây, qua không đây. Không được chạy. Nè, lại đây. Tôi mệt rồi, mệt rồi. Tú Anh à, mệt rồi. Đừng đuổi theo nữa. Mụi không mệt, nhưng mà tao mệt đó. Quỳnh có gì mà mệt? Suốt ngày chỉ lo chăn trâu thôi, mụi mới mệt đó. Nè. Mệt hả? Đây, tao bóp lưng cho mũi nha. Thấy đỡ hơn chưa? Ừ. Mụi cho Quỳnh hay, sau này Quỳnh không được làm như vậy nữa. Được, sau này ta không làm vậy nữa. Ừ. Nè, mụi cho Quỳnh hay, nếu như sau này Quỳnh còn ăn hiếp mụi thì mụi không mang đồ ăn cho Quỳnh ăn nữa. Tú Anh, từ khi ta chăn trâu tới nay mụi đều mang đồ ăn đến cho ta, vậy còn mụi ăn gì? Mụi ăn rồi. Mụi nói dối. Nếu mụi ăn rồi, tại sao mỗi lần ta ngồi ăn mụi đều nuốt nước miếng vậy? Mụi đâu có. Mụi đâu có nuốt nước miếng. Không có, mụi đang rồi thật mà. Không được, hôm nay mụi nhất định phải ăn chung, nếu không ta không ăn. Không được. Ta không mụi ăn. Mụi cố tình mang đến cho Quỳnh đó. Ta không Quỳnh ăn. Ăn đi. Ta không ăn. Ta không Quỳnh ăn. Ăn đi. Ta không ăn. Quỳnh ăn đi mà. Ê Tú Anh, sao sao tay của mụi bị chai hết trơn vậy? Hàng ngày mụi phải giặt giũ, quét dọn nhà cửa, tất nhiên là phải chai rồi. Đâu phải là thiên kim đại tiểu thư, tay bị chai thì có làm sao? Quỳnh xem, mụi không chỉ là chai tay mà còn chân bự nữa đó. Nè, đừng có nói nữa, nhanh lên, mau ăn đi. Hay là như vậy, mụi đút Quỳnh ăn nha. Quỳnh ăn thêm nha. Hả? À? Hôm nay đàn trâu đang no, cho nên ta về sớm. Tối nay ta còn phải theo trụ trì học tập nữa. Trời ơi tiểu thơ, tôi biết cô đang nhức răng, nhưng ráng chịu đựng đi. Tôi lập tức đưa cô đi thầy Lan chữa trị mà. Đi nha, đừng có la nữa. Nhìn ánh mắt của vị tiểu cô nương đó, hình như hốt hoảng lắm. Chẳng lẽ... Ê, chờ đã. Vì tiểu ca này, chúng tôi phải đưa tiểu thư nhà tôi đi chữa trị cho kịp. Quỳnh có chuyện gì không? Nà, có thật là tiểu thơ của mấy người không? Chuyện đó đương nhiên rồi, nếu không tôi đâu có cổng cô ấy làm gì. Theo ta nghĩ, quần áo mà vị tiểu thơ này đang mặc, xuất thân của cô ấy nhất định là gia đình giàu có, so với các ngươi thì sang hơn nhiều.
Còn nữa, cho dù khác biệt về thân phận, người hầu của gia đình giàu có cũng không ăn mặc tệ như mấy người. Còn nữa, tiểu thư giàu có mà ra ngoài nha thì phải ngồi kiệu, bên cạnh phải có a hoàng theo hầu, ngược lại cô ấy bị các người trói tay, do đó nhất định là cô ấy bị các người bắt cóc, đúng không? Các người muốn làm gì? Thả cô ấy ra. Người muốn chết sao? Đứng lại. Mau lên. Ê, chậm chút. Ê, có chuyện gì? Có phải các vị đang tìm một người khoảng 15-16 tuổi, một cô gái mắt to tròn đúng không? Tại sao người lại biết? Tất nhiên ta biết rồi, ta mới vừa nhìn thấy rõ ràng mà. Nè, chỉ cần ngài tìm theo sợi chỉ này thì sẽ tìm được cô ấy. Giao cho ngài nha. Tốt lắm, ngươi đi theo bọn ta. Đi. Ê, ta không đi. Đừng mà. Đi ra. Đi. Nè, nè, đi ta ra. Đại tiểu thư, hẹp hòi cho cô rồi. Các người là ai đây? Ngang nhiên dám vô lễ với ta. Ta cho các người hay, ta là con gái của Cáp Ma Thái Quý. Nếu cha của ta biết được chuyện này sẽ không tha cho các người đâu. Đang trong tay bọn ta, còn dám hăm dọa sao? Ngươi có tin? Ê. Đại tiểu thư à, tôi cho cô hay, chỉ cần cô ngoan ngoãn hợp tác với tôi, chúng tôi tuyệt đối không đụng đến một cọng tóc của cô đâu. Các người muốn ta hợp tác thế nào? Đơn giản thôi, viết một lá thư cho cha của cô, kêu cha của cô đầu hàng Bạch Liên giáo chúng tôi là được rồi. Bạch Liên giáo? Thì ra các người là Bạch Liên giáo sao? Đúng vậy. Ê, đây là cái gì? Ê, quên lùng ra đi. Hả? Nguy rồi, sợi chỉ trên bộ đồ của ả. Cái gì? Nguy rồi. Để tôi tìm. Ê, lần ra. Ê, các người chạy không thoát đâu. Chạy mau. Cắn lưỡi tự tử hả? Tiểu thư, thuộc hạ tới trễ rồi. Hồ Xích tổng giáo đầu, đa tạ ngài. Người cứu tiểu thư thật ra không phải thuộc hạ đâu. Vậy thì là ai? Chính là hắn đó. Hả? Ý? Ý? Là ngươi hả? Hả? Tất nhiên là ta rồi. Nếu không phải vì tiểu ca này nắm được sợi chỉ trên áo cô, chúng tôi không thể nhanh chóng tìm tới đây. Ê, không cần khách sáo, tất cả không cần khách sáo. Nè, ngươi. Cô đừng có mắc cỡ. Ê, thấy không? Các chúng tôi hay quá đó. Vừa cứu được cô, vừa giúp trang phục của cô đổi kiểu nữa. Tôi thấy cô như vậy đẹp hơn nhiều. Ngươi. Cô, sao cô đánh tôi chứ? Nếu tôi không nghĩ ra cách này á, thì cô đã. Ngươi còn dám nói nữa? Tôi. Thôi đi. Có lẽ các người đã quen đền đáp ơn cứu mạng bằng cách này. Coi như tôi xui xẻo được chưa? Tôi đi nha.
Đại tiểu thư, cô vẫn còn chuyện gì hả? Ngươi định đi đâu vậy? Tôi muốn đi đâu, có cần báo với cô? Ngươi... Tất nhiên về nhà rồi, tạm biệt. À không, là dính biệt. Yeah.